bạn sớm bắt gặp nàng chụp xúa từ đầu bụng mày bằng bồn đàn dùng tam đan thiết nè nấy bây giờ nè bà EP bà sau hình bà chia tì mệt trời sớm bà chui chốt bật tông bà subscribe bà có đôi chía chui chốt bật tông bà like nâng xe đam bầy từ tù bàn nấy bà át tập bọt bà thamay bà chỉ riêng rột ngay. Bạn, xâm rạp bà thằng anh đi phong đài, bà chồng bà có sâu mà thua ca bà chỉ riêng chú nơi. Cứ, bà hào ra xác pro chăm thằng ngày. Để trời bà chỉ mùi nâng bà thằng ngày dân kia, trời nửa thằng ngày tì bàm pi. Khai bà vết chứ cá cho nam pi bòn bà mập hơi bấy nì, bà. Xâm rạp bông mai bông 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 đài bà chồng đang ngầm pi. Bà chốc chỉ ta rư xây rồi bó luôn pro chăm thằng ngày nô. Bà, công phách ná, mọc tàm đàn tư xa nà. Bà chì mùi nâng ca quân cụ tụ tía. Chì mùi nâng ca bọ xài. Bà tơ tàm cơ buôn, tơ tàm đầm ra xa. Đầm bấy chai chun nọ bục mai bóng bộn. Bàn tư xa nà, chì riêng rốt ngày phong đài bà. Chẳng, chô mắt có sô mật phơ ca. Bà bằng hai chun nê. Bà khlâm xa nây chương lêch bà tèng sống. Bà đổi tờ tê ba ba dân cờ lệch mà mở ba cứ ba cơ buôn ba dìm cờ la tê tân chỉ mùi nâng ba cơ buôn ba dìm cờ la nịp phong đai cứ chỉ cơ buôn có nông ca mở bê vô li để trâu thơ đông na thả ta niết ngay dân kia thật ta nia thằng ngày tì bàm pi khai vết chứ cá cho nàm pi bòn bà mập hơi bay nì lột nẻ cua tè chênh nằm ná chom pê vô lì nà muối đai chì pê vô lì lò đai chì pê vô lì liếp pê vô lì chây pê vô lì miếc pê vô lì prác ôi sọ gọp chì mùi nâng bốn bà đôi xa tài bà nhìn khơi thà bà thằng ngày yên kia bà vô lì pê prác chập bì mòn bàm muối sôn sôn đào mòn bầm bậy mà phải buồn nửa tì cứ chỉ pê vô lìa bà xe rẫy bà đôi lại chồng bùa pê pinh bùn lử chập bì mòn bầm bậy mà phải buồn nửa tì đào mòn đọp bà xài sập bầm bậy nửa tì nu cứ chỉ pê vô lìa bà tục sở bà đôi lại chồng bùa pê bà thằng ngay trống bà chập bì mòn đọp bà xài sập bầm bậy nửa tì đòn mong bà cứ mùi đọc bì nửa tí bà cứ chứ bê vô lì liệp chế bà hai chồng bố bê rô xíl chạp bì mong mùi đọc bì nửa tí đòn mong bây xam sắp pra mùi nửa tí nu cứ chứ bê vô lì bà cổ rù thân ạ đòi lái chồng bố bê bà lăng nghịch vinh chạp bì mong bây xam sắp pra mùi nửa tí đòn mong pra mùi xôn xôn cứ chỉ bê vô lý thỏa mà đà. Ba dân khơi nhời thả bà xâm rạp bà cứ buồn dìm cổ lá ni cứ ban bàn chạy nâu bê vô lý đài bà lõ lõ cứ trâu ban bàn chạy nâu bê vô lý đài mần lõ chân hơi cứ đầm râu bông mai bông phôn trâu thể chế thơ ca bà cứ trơ rơ bà dọc bê vô lý lõ lõ đầm bầy bà chân đầm na đồng bầy ôi cả trên đầm nào đó bỏ lộn nẹ nụ cứ từ tu ban nâu liệp chế từ tu ban nâu phải bà ca từ tu ban nâu sẽ kể đây sọc chùm ra ơn bà chấp bố bê vô lia lo lo có đôi chìa bê vô lia đài miên hông xùi để xạ xong bà khổ đông ca trên đầm nào bà nhiệt ngày hằng kia bà cứ tì bàm phí ni rù miên bà cứ nâu bê bà cứ thằng ngày trống bà cứ nâu bê bà bật bà cổ đôi chìa nâu bê bà là nghiệt bà dân khơi tha xâm ra bê vô lia tèng bà cư bà ở bây ni phong đài bà cư ai bà nôm nâu sẽ kể đây sọc chùm ra ơn ai nôm nâu liệp nôm nâu chế mân tay bẩn nổ bà sân bà lúc nè chong ban nâu plai bà ca lọ đã cho đọc tạm đây lọ chuyện kê bóng phót khăn nông thang ngay bà ông kia nì cứ lúc nẹ cua thì chênh nằm ná chom bê thang ngay trọng bà cứ chuẩn lọc bì mong đọp xài sập bàm bây nửa tí đòn mong bà cứ mùi đọc bì nửa tí bà chạy xa đáy nè con ông thang ngay hằng kia cứ miên thang ngay trọng tại bàm nọ đầy dù bê vô lìa lò bê vô lìa liếp bê vô lìa chê bà
chăng bà tiếng này cứ chưa bê vừa lìa bà bởi dương bọ mà mơ bê vừa lìa đai mân lò vĩnh bà rùm miến cứ nâu bê bà bình bình lư cổ đồ chuyên nâu bê bà rô xìl bà xâm rạp bê vừa lìa tiếng bà bình nịp hoàng đai bà cứ ai nòm nờ bà cổ rùa cứ nòm nờ rương mân lò bà đại thơ lộn nẹ nâng cứ bì bạc con ca tục tôl bà bì bạc con ca đỏ sài cổ đồ chìa bà chôm chùm mùi nâng rương mùi chùm nuôn phong đai bà chăng bà chôl bà thơ ca bà cứ bì nất mơ cổ buôn ở bàn bà trầm trơ cứ buôn dìm cổ là bàn trầm trơ đồng bày ở thằng ngày ở kia thì bà trầm bì ni bà cứ miền tài liệp nâng chế hơi nâng chuộc chế khôn ông cách ca nghe bà hơi nâng miền tài rương bà sẽ đại sốc chùm ra ơn tèng ở khỉa phong đài bà trong mắt có sông thơ ca bần to chùn nấy bà cứ bà cứ buồn mùi tiết cứ tựa tường chùm mùi nâng bà cứ buồn khôn ông bà ở khôn ông ca mơ tư tèng trầm bày bình mà đoàn bà ở chất sách nè tựa tường chùm mùi nâng có buồn khôn ông ca bà mơ tư tèng trầm bày bà xâm rạp bật thang ngay anh kia bà cơ anh tha bà cứ miền cầm lăng cứ bầm bẫy bà đằng hàm ruột cứ sân nâu tư bà cứ tư bà ấy sàn bà cứ tư bà trông bà khang chướng bà đối ní hai bông mang bông tàng ọc ní bà môn bê thua đâm nào tư plâu chân ngay đối ní hai bông mang bông tàng ọc ní môn bê thua đâm nào tư plâu chết rước cả tơ một bên cây càng nghe pro chăm thằng ngày bập xem xem bà con ông thằng ngày bọn kia tì bầm pi khải với chica cho nam pi pon mà bơi bơi ni pon đài lúc nét đầm rỡ ở phục ngoài bằng pon thưa ca bà môn đường trên đầm ná cứ bài một tổ tư đã chưa đường ham rúa pro chăm thằng ngày ni chùm môn sân bà mình tha lúc nét tơ một bên cây càng nghe tôi cây càng nghe thôm cây càng nghe sầm khan rứa có cây càng miên cây càng nghe đam mân sầm khan rứa có cây càng nghe nấu chết nấu sáng ngày có đôi bà cứ đừng đâu bông mang ôn trâu tại thưa ca bà bài một tổ tư đã chuyển được hai mươi pro trăm tháng ngày chỉ muốn sẵn hơi sầm bần to cho nhầm na tơ một bên cây càng nghe tam cõi cho bà ca na được bông mang ôn thưa ca bài một tổ tư bà cứ từ ấy sang đi rủi hỡi bà bên này tập bụng mang bốn cứ ban một bệnh nó cả tập ở cánh mũi đó xâm khán đôi ban sổ dương nơi thà một bồn đôi ban sổ dương nơi sợi sợi đây sổ dương nơi rừng lo lo sổ dương nơi rật thị ẩm nai có đôi chi bà sổ dương nơi cổng làng đỏ cha đầm bầy ca pi thay ra xa dọc chân này ở nơi mì sợ trời bà hình hình tiền ở khỉ bà chẳng nị anh cứ chỉ có buồn con ông ca mơ từ tiếng bầm bầy bà trong mắt có xôm thưa ca bẩn tỏ chun nề cứ buồn mùi tiết bà cứ trời chỉ mùi nắng bà cứ bà hò ra xá pro chạm thằng ngày bà tơ thân chỉ mùi nắng bà hò ra xá pro chạm thằng ngày nhưng khơi thay sầm rạp bông mang bông đã ca nô con ông chân nam chỉ nằm bông kê nì bà cứ trời chỉ mùi nắng bà hò lục nẹ đã ca nô con ông bà chân nam chút bà dưới khởi nhà tha ổng bì đuông chỉ tài xây đồ bảo lúc nè đại ca nó có nông bạch nam chút bà nìa tháng ngày bà ổng kì bà tì bà phạm bí khai với chỉ ca chân nam bì bòn một hồi bấy nì bà chạy sợ đáy nha chân nam chút miền thiệt tật chân nam chút miền bông cư bà tèo đà pro bà rì xây đồ bảo lúc nè nó có khơi thả bà cứ bùa trọ đà trọ đâm bà nó không đồng thời đi phong đài đồ xa tại đường chỉ tại đường xây đồ bảo lục nẹ khởi hình tha cứ láng cấp bùa bà lọ pro xa phổ phong bà nia thằng ngày ông kia ni bà khởi hình tha bà chuột sầm nang bàn trò lọp mọc bình hơi bà hỡi bà cứ rương rao tội thôm mùi chùm nuôn bàn rồ liê rồ lột tư chân ngay hỡi bà có chỉ chốt xâm nang lo lo bàn bà chốt mọc chùm nô huynh đại thơ lục nẹ nắng cư miền ca sở bái ri ri bà cày lên bà chờ bố cách ca nghe xâm rạp bà nẹ bà có bà cách ca nghe chìa môn trái rì chà chìa bọc lực krom hồn cái đấy bà miền cách ca nghe quay để thơm mây rư xôn bay tại chạc cái đấy lục nẹ trừ cơ ru ron bầm pinh nâng mình trao thuê bảo hai nụ lời mình đổi chân nét nâng từ tua rôn nấu khá sẽ đây bình tố bi xâm nạc cho vài nế chạy chìa phụng khàn bà
đôi lá chụp bua cà thôi ba chùm nuôi cà thôi chùm nuôi ti chất ngái bố miên ở vậy prai pru bà đô bà nụ tế bà cứ đôi sọp mùi đòn bà đôi lá chùm bua bà nhà sạc đây xin hà bà sạy công lọc rộm mông có miên phiệp bà chuyên lươn tổ mốc nâng bà em hai bà lo chìa bà bởi phòng đài bà chứng bà ni anh cứ chỉ chụp chỉ tài rưu xây rồi bà lúc nè đã cao nó có nông bà chân nam chút bà rưu xây nếu thằng ngày bọn kia trâu nếu thằng ngày tì pram pi ni phong đài bà chúc mắt có sô mà thuơ ca bà con cu bà thuơ ca bà bọ sài nờ đường chỉ tài rưu xây rồi bà lúc nè đã đại ca nó có nông chân nam chìa bần to tự tiết bà cứ trâu chú mũi nâng bà phục mà bằng phốn đã cao nó có nông bà cứ chân nam bà chân lâu bênh bà đòn bà bà dương cửa lệnh mà mờ bà rưu xây rồi bà lúc nè đã cao nó có nông bà chân nam chân lấy bà nia tháng ngày ăn kia bà nia tháng ngày tì phạm pi bà khai bà vết chì cá cho nàm pi bòn bà mập hơi bảy nì bà đôi xa tài bà dân khơi như thà bà tháng ngày bà ăn kia bà cho nàm chú lâu bà cứ miền thiệt đây miền bùng bà cứ bà mô đồ pro bà rìa xây bà bùng mai bằng bồn cứ khơi như thà là ô phô phong trò chà trò chong bù trò đà trò đâm bà nó có nông thằng ngày này đâm nào chỉ vật cứ lo bỏ xa bà mà lo hơi lục này ai nâng miền cổng mà nu tam chùi tam thay đổi xa có nông rương ở vầy mùi hồi bị xét ai miền đâm năng lo lo ôi sẽ bài chất bà ôi ri ri khăn thèm tiệt phong bà đôi lá chùm bua bà cách ca nghĩa bà cao bì ni đái ca bẩm vinh cách ca nghĩa miền ca chùm ra lụt loa nâng cổng bông tại cát cao viên cung trò chạy trò chôm đôi chỉ tật ẩm rất bà cứ bỏ bầy bộ phong mền tên ba đôi lái ca thơ chùm nuôi chùm bùa nẹ bà co bà bò rốc xì chùn đô vĩnh ca chênh thơ chùm nuôi mình thả phá lâu cột phá lâu tật phá lâu ở cạc ở đây có tay tầm miên phiệp bà sốc ở đông hồi bà cổng rai bà tuyệt xót có bàn bà còn bà bình bà chân hàng bài cho lúc nẹ thơ bồn, cho lúc nẹ đã tiên ở bàn khá khá đâm bầy xâm xóm bà sạch đế sốc bà tử kìa kháng mốc bà ỏi lò phổ phong bà. Đôi lại cho bố bà nhà hà cứ sạch đế xin hà bà sạch công lọc cổ mông. Công cổ bầy bà miền bà dục hiệp bà bà kè bà kàn đã khuôn tràn. Nôm tài kà nâu rương sáu mong chom bố khá nịa tài bà nọ bà. Chẳng, bà ní anh cứ chỉ chốc kì tài rư xây rồi bà lúc nẹ. Bà đại khát cho nàm chờ lời, rìa xây nìa thằng ngày hằng kia thì bà cứ pram bì nịp phong đài bà. Trong mắt có sô mất thuốc ca, bà con cu tụ tiết, nơi bà trường lên nơi cho nàm bà gom nà chỉ bận to tự tiết bà. Cứ trâu cho mùi nâng bà lục nẹ đại cao nô khôn ông bà cho nàm bà khèl bình mất đoàn bà. Bà chụp bù cho nàm khèl bà dân khơi tha rìa xây nìa thằng ngày bong kia. Bà tì pram pi bà khai bà vô chì ca cho nàm pi bòn bà mập hơi bà nì phong đài. Đôi xa tài cho nàm khao liên khơi tham miên bà thiệt chơ, liên khơi tham miên bông cư bà dịa srei. Bà rì xây rồi bà lúc nè có khơi tha cư bà thị lẹ srot cho phong đài bàng. Chia sợ đây nè nó khôn ông thang ngay nì lúc nè bà thua vầy cửa đòi bà tòng tài miên smar đầy prong pra giật. Nâng bà cư bà bách nhá chì ở vụt bà. Ở chỉ mùi nâng nẹ đợt tới, bà tờ bà khám miên bà bà nhà hai chót bà đại ai cần mình là ơn bà. Tựa tương chỉ mùi nâng bà cách càng nghĩa, bà kè bà có cách càng nghĩa, bà cười thang nghĩa bà tổng kê chỉ mùi nâng nẹ đợt tới nè. Có bây chè bà thăng thay, chè dược bà chật bà cổng mô nụ khá, tờ khám miên bà nhà hai bà bà tèng bà tờ bà tờ cao ớt bà. Đôi lại chỉ bùa cá thơ chùm nuôi nẹ bà có bà bò ở rộng xì chùn đồ vĩnh. Miền ca bà cứ xót xoay con ông ca ở rộng chùm nô bẩn tịch. Hỏi ca chuyên tì chất cho ngài tư sao có nghe miền chùm lộ hữu viết thêm tiệt. Đôi ní cụ dọc hiệp bà khăn tây đã luôn ở bàn cho ra ơn tờ bò bà xa. Đôi lại chùm bố bà nhà ha cứ sức đế xin hà bà xe công lọc cơ mông. Công chọn thông môn sạc kìl bà giặt cả rường thông bà khá miền nô ná chuỗi ca ớt bà. Chẳng, bà ní anh cứ chỉ chụp chỉ ta rưu xây rồi bà lúc nè đại cao nó có nông bà chân nàm bà khal bà rưu xây có nông bà thằng ngày hằng kia tì pram pi ni phong đài bà.
Chúng mắt có xô mà thua cả bọc bọ xài. Bà cử đôi chìa xô thua cả bằng hai chú nơi. Bà cứ chân nằm bà cầm nát chìa bần tỏ tự tiết. Cứ trao chìa mùi nâng bà lục nẹ đại cao nó có nông bà chân nằm thọ vinh bà đón. Bà tới tên chìa mùi nâng rửa xây rồi bà lục nẹ đại cao chân nằm thọ. Nhiết thằng ngày dần kì bà tì bàm bì khai vô chìa ca chân nằm bì bọn một bài bấy nì bà. Chết đây nè, ông lộng nẹ đã cao nó có nông bà cư bà chân nằm thò bà. Đôi xa tầm miền thiệt chơ, đôi xa tầm miền bông cư bà mô nụ sợi. Bà rì xây rồi bà bụng mai bằng bà ôn, có khơi anh tha cư lọ chìa mô chông nụ tê bà. Bà lúc nè, bà khơi anh tha bông bà thả với mùi thôm đông. Cư bụng xấu chlai tóp đôi cọ bụng nông bồn mà nụ tê. Bốn tài, bà chìa cá bông bà thả thờ với đại tích tuyệt tại bà nô. Là tập Paul có khơi thả trò lo bài chia từ tu ban con chỉ ti bà cọ cái đau lo phổ phong ba đôi lai chụp bùa bà cây càng nghe bà cà bà cọ cây càng nghe chợ đại na con ông thằng ngày bà cứ ông kia nịp phong đá cùng sau bà cứ chôn chập cây càng nghe thôm thôm bề bồ cứ giờ lo có bơi phơi cầm rắt cây càng nghe bảo chăm thằng ngày bản hơi ba. Xem rạp cá thơ chùm nuối, ba chữ nẹ bà có bà rô xì chùm đô vinh. Lúc nẹ trời rệch bồn phịp lũng bạ lũng bân mình tịch nụ tê. Bố tay chùm nổ tích, hai ca chùm này vinh nụ cư bà cụp sọp xà rộp bờ. Đôi lại chùm bố bà nhà sạc đầy sạc hà, khuyên thà sạc đầy sạc hà bà sạc. Cũng có bởi miền bà chật sạc tốc cầm hân khôn ông khuôn nôm tài ca nâu rương rào ất bà thủ sạc bà ơi ba. Chân bản đi anh cứ chỉ chụp chỉ tài rửa xây rồi bỏ lụng nẹ đã cao nó có nông bởi cho nằm thơ. Bà rửa xây có nông thằng ngày bỏng kia thì bà pram bì nịp phong đài bà. Trong bát có xôm thua cả bà con cụ tụ tí ấy. Nở trường lệch nở cho nằm bà công nạ chìa bần tỏ tự thiết bà cứ trao chìa mũi nâng bà bụng mai bằng phôn đã cao nó có nông bởi cho nằm rôn bà. Bởi dương cửa lệch mà mờ rửa xây rồi bỏ lụng nẹ đã cao cho nằm rôn. Bà, nhiệt ngày ẩn kia thì bàm bì khai vô chí ca cho nàm bì bòn mà phơi bây nì phong đá. Chết sài nè, dự khơi tha cho nàm rôn bà cư miền bà thiệt bà mìa cư miền bông cư tèo đạp rô. Rìa xây được bóng bông mai bông phôn cả khơi tha cư bà thật lẹ sở rốt cho phong đá bà. Nó khôn ông bà thật ngày bà ẩn kia nì bà đôi xa tại rìa xây được bà lộng nè bà cư mình sâu chỉ lọ bà xa. Đôi nấy hai đầm nào chỉ vật ở bà lục nẹ cứ ở bà trong bà chui nổ nà mà nẹ. Bà cùng sâu, bà phùm sâu chỉ là ô bà xa bồn mà nụ tê. Bị bà bà thơ cốn chả hơn bà chỉ bàn tô nâng nồm bà ông bồn tốc đặc luôn từ tiết bà. Chỉ bố cách ca nghe ca bà gọp cách ca nghe bà miền vầy bà 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 cù chỉ tì gọt xong khó tế. Bà cứ đôi xong mùi đòn. Hai ca thơ chùm nuôn với nút xâm rạp nẹ bà có bà bò rục xì chuông đô. Lục nẹ trâu lây lô kịch cù bình chi bà ca hỏi bàn cho bà lo. Hai trâu tu tọt ở rùi rô, bà giặt ca chùm nuôn viết bà đòi bà ca nà mùi bà. Đời lai chùm bà nhìn hà sạc đế sinh hà bà sạy cùng lọc cà mông bà sạy mây bà rìa. Miền tập hiệp bà sọc cà đông rô mê ni lò bà xa bà khôn ông thằng ngày nịp phong đài bà. Chân bà ni anh cứ chỉ trường lệch ni anh cứ chỉ đuôn chỉ tài rìa xây rồi bỏ lúc nẹ đại cao cho nam rôn rìa xây nìa thằng ngày ảnh kia nì bà. Trong mặt có xô mà thôi cả bà bần to chút nế. Bà trường lệch nở cho nam bà công nà chìa bần to từ tiết bà cứ trời cho mũi nâng bà ô lúc nẹ đại cao nó khôn ông bà cho nam bà mất sách mình mà đòn bà. Trong bùa rìa xây rồi bỏ lúc nẹ đại cao cho nam mất sách bà. Nhi bà thằng ngày ẩn kia bà tì bà phạm bì khải vô chí ca cho nàm bì bòn mà phơi bây nì phong đài. Chưa sợi nè, lúc nè đã có cho nàm mà xanh miền tiệt phương cho nàm mà xanh miền bông cư bà mô nụ bò. Rìa xây bà lúc nè có khơi anh tha cư bà có bùa trò đà trò đâm bà. Cá rù nâu bà nâu bà ở tạ tông chú mùi nâng bà bà nhà hà cá rù nâu có miền phía bà sọc có đông. Hơi, bà chong tàu can tì nà miên tài cổ rộng bà nô cư bà chua giọt á xa nâng xoa cốm rẽ tẹ bà chiến nệch bà. Đôi lại chú bố cách ca nghe, ca bà góp cách ca nghe. Đông nay chú vật rồi bà lục nét khơi ta qua bà xa. Bà là hơi, bà chong thừa vầy có tay tàu miên ca chuyên lương tàu mốc nâng cổ rộng bà nô chua trông trành.
cả thơ chúm nuôi ba chân nẹ bà co bà bò rộng xì chuông đô vinh cả thơ chúm nuôi ti chút ngay lúc nẹ ai cho rộng phòl công rai bà cứ miền phía bà thu sư bà chiếc môn bân tạch vinh hỏi một bà bò tiêu sát có miền phía bà sô cổ đông lò phòng đài bà đời là chụp bố bà nhà hà bà cứ sẽ đầy sân hà bà sơ cổng lọc cổ mống có đôi chiếc phía rì miền tệ phía lộ lớn bà lọ nà nâng cầm miền tệ phía bà sọ phẹ mừng cơ lúc nông krom kru xa tự tiết bà chân bà ni anh cứ chỉ chụp chỉ ta rửa xây rồi bỏ lúc nẹ đại cao cho nàm mà sánh bà rửa xây khu nông thang ai anh kia ti pram bì ni bà trong mắt có sớm bà thơ cả bà bần tò chú nơi chương lịch nơi bà chân nam bà công nát chìa bần tò tự tiết cứ trâu chứ mùi nâng bà ọ lục nẻ bà đã cao nó có nông bà cứ chân nam bà mồ mí vinh mà đòn bà xóm rạp bà rưu xây rồi bà ọ lục nẻ đã cao nó có nông chân nam mồ mí chết xa đầy nà xóm rạp bà thân ngay anh kia ti phẩm phì khai với chữ cá cho nam phì bòn bà mập hơi bày nì lúc nẹ đại ca cho nam mô mi đôi xa tầm miên bà thịt phương đôi xa tầm miên bông cư tèo đa xây rìa xây bà lúc nẹ nó có khơi thả cư bà thịt lẹ sổ rột chọc phòng đài bà tất thân chứ mùi nâng bà ca rùn nở lúc nẹ ôi bà bà giát ca bạc bông bà vầy mà giang nâng trữ thơ bôn đạ tiên ở bán cho ra mình tích có căn tài lọ bảo xa đôi lại chỉ bố bà cách ca nghe ca bà cọp cách ca nghe ở với lúc nẹ cọp bây miền ca bà giá anh bình tích phòng đáy bố cọp mà nụ ạ cọ tạm dì dì nụ cọp miền cho ra hỏi ca thơ chúm nuôi nẹ bà cọp bà bò rộng xì chuyên đô bà ca chuyên tì chất ngay cái đây khởi thà chú phò lũng bác con ông ca rộng phò chúm nô nè hơi bà cao bình đi đai lúc nẹ cụ bà giá anh ca miền chùm lùi Việt bà đôi lại chụp bố bà nhà hà cư sạc đại sân hà bà sạc công lọc cơ mông công chọn xà lạ bọng ca một côn bà giá trừ mộc rịch bà phiệp bà tục sau nâu bê cơ rối hơi nôm chỉ vật mình lưu xoang tà mà với đài chỉ vật bà khuôn trừ miền bà chân bà đi anh cư chỉ chụp chỉ tài được xây bỏ lúc nè đã cao nó có nông bà chân nàm bà mô mí bà rưu xây khôn nông bà thằng ngài ở kia tì pram bì nì bà chô mát có xô mà thua ca bà bần tò chú nữ bà chương lệ nờ bà chân nàm bà cầm nát chìa bần tò thử tiệt bà cứ trời cho mùi nắng bà bốc mai bông bà ôn đã cao nó có nông bà chân nàm mô mai bênh mà đòn bà chông bù rưu xây bà lúc nè đã cao chân nàm mô mai nếu thằng ngày ông kia bà ti pram pi khai bà vô chữ cá cho nàm pi bòn bà mập hầy bày nịp phóng đài bà chứ sao đây nha lúc này đã cao cho nàm mô mê đưa xa tầm miên bà cứ bà thiệt miên đưa xa tầm miên bông cứ tèo đá xây bà rưu xây bà bông mai bông bông có khơi như thế cứ bà thật lẹ xa rốt chọc phóng đài bà nó khôn ông bà thằng ngày nì bà đưa xa ta rưu xây bà lúc này đã cao cho nàm mô mê mình sâu chỉ lọ bà xa bồn mà nụ tê bà cứ bà thật lẹ xa rốt cho bà đùi nì hơi bà mần thà chi sư phiếp bà rõ mần thà chi sư phiếp nè ri bà bèl bà chuốc bà thàn nà ca lộng bà lúc nè mần trư nâu xin nghiêm nụ lời ai bà xâm lăng rốt cách ca ngươi đã vầy được thầm mây rưu có bản đạc tôn tổ lơ ở vầy muối bà bản thèm tiết bà đồng bây ai cho rốt bà prạc ca kron ca trái viên tàu ruột phong đài bà đôi lại chụp bố cách ca ngươi bà dân khơi tha cách ca ngươi có nông khủng lông bê nì lúc nè nâu miền rương rào khla khla bằng phân nếch bằng chân mô nụ lời tê đôi ní hai bà tụ bây thừa vây có tay anh ta mình sẽ lại tóp đôi bầm nong bà rốt nà bồn mà nụ lời cả thơ chùm nuôi nẹ bà có bà bò rốc xì chuyên đố tu lúc nẹ bà thừa vây cơ đòi trừ miền chật trò chẹp hồi bầm mình trừ dọc bà phiếp bà mô hạ tô xạ đạc luôn nụ lời rùa miền tại phò là có rõ bà chỉ chiêng phò lọ bà đôi lại chụp bố bà nhà hà cứ xâm phôn phía xin hà bảo sợi cầm lọc cầm mồm cầm khơi thầm mây chọn chào bà nẹ cha bà giạt bà cầm bì vì chà lòng bà đòn bà nẹ hơi trừ mọc đầy chư chấp nâu bể cà rôi bà chân bà nị ảnh bà cứ chì chục chì tài được xây rồi bà ọ lụng nẹ
Đại ca nó có nông bà chân nàm bà mô mê rìa xây nìa thằng ngày ẩn kia tì prăm bì nì bà. Trong mắt có xô mà thua ca bà bình tó chú nở trường lệ nở chân nàm bà cầm nà chìa bình tó từ tiệt. Cứ trao chú mùi nâng bà bụng mai bằng bà đại ca chân nàm vọc bà. Cho bùa rìa xây rồi bà lúc này đại ca chân nàm vọc nìa thằng ngày bà ẩn kia bà tì bà cứ prăm bì khai vô chú ca chân nàm bì bồn mà phải bày nì bà. Lúc này đã cao cho nam vọc đó xa tầm miền thiết đại đó xa tầm miền bông cư bà dạ bro. Rìa xây rồi bỏ lúc này có khởi tha cư bà cổ bùa trọ đà trọ đâm bà. Cá rùn nâu rồi bỏ lúc này trở cho bà cổ cổng bà à rôm bà cổ luôn anh ôi bàn lõ. Đòi bà mần trâu bà can chất chèo chèo bà bùm bà dục hẹt bùm dục phol bà đạc luôn bà dạt. Bà cháy đó là có đó, bà luôn ai trâu xó, bà chỉ khó, hỏi trâu một lại, bà tư chỉ chôn rong cổ tử huynh. Chịp bố cách ca nghĩa, nó còn ông thằng ngày ní, bà miên, bà có cách ca nghĩa vầy đại thầm mây. Rồi có vầy đại bà cháy, vì bà bánh hà dì dì, vì xe, tay tư tư tùa bà cứ phò chục chây, bà trở lọc một huynh tử tiệt bà. Các phương châm nuôn châm phương nẹ bà có bà rốc dì chuyên đô khởi thà bà ká đài thlop tại bà hùa. Rư có hò rộm lông, bê ni, à chôn chạp bàn khá khá mộc quên hỡi. Hai đời lai châm phương bà nhà hà cư sực đế xin hà bà rốc dì cầm lọc rộm mông. Bà khởi thà miên phía bà em lai nâng sở sài của chữ tí bà có đài bà. Chân, ní anh cứ chỉ chụp ta rửa xây rồi bỏ lúc này đã có chân nằm vọc rửa xây con ông thằng ngày anh kia tì prăm bì nì bà. Trong mặt có xô một thuở kẻ, bà bần tó chú nở trường lệ nở chân nằm bà cầm nà chìa bần tó thật tiệt cứ trao chú mùi nâng bà bốc mai bằng bốn. Đã có nông con ông bà chân nằm bà rô ca bình bà đòn bà. Chân bố chân nằm bà rô ca, bà rửa xây con ông thằng ngày bọn kia tì prăm bì. Bất khai bà vết chí cá chân nằm bì bồn mập hơi bởi nì. Chết ra anh chân nằm bà ca miền thiệt đại chết ra anh chân nằm bà ca miền bông cư dạ bỏ rìa xây rồi bỏ lúc nè có khởi tha cư bùa trò đà trò đâm bà. Xâm ra bà ca rùn nâu rồi bỏ lúc nè nó không nông thằng ngày nì. Đời xa ta rìa xây rồi bỏ lúc nè khởi tha bà lõ phổ phóng. Đuôi nì hai bà cư lúc nè miền phía bà sọc đông cua xòm. Hồi bà chong bằng bè nẹ đợt tầy khởi tha có tài tài xâm ra chục chơi phía tràn trò lọp một quỳnh. Đôi lại cho bố cách ca nghe, ca bà cọp cách ca nghe ở rô bọ lúc nè. Thôi vầy cả đôi, cứ miền bà chục miền chơi hai tay ta hỏi lại ca một quên đồ chữ tì bình chật. Cá thôi chùm nuôi, nẹ bà cọp rô bọ rôc xì chuông đô. Tì chật ngài khởi tha, bà ca rô bọ cầm rai, miền bà ca hồ chô khá khá phong đai. Hồi bà lúc nè chong bà thơ chùm nuôi, bà tôi thông tay anh tâm miên ca chùm ra lùn lo tâm mục chiến nịch. Đôi lại chùm bà nhà hà sức đẹp xin hà bà sợi công lọc rộm mông, công bông đại miên phiếp bà cứ trọt sợi nâng bà em là em chong bà khní dàng bà bây bà. Nhưng bà nị anh cứ chỉ chục chỉ tài rửa xây bà lúc nè đại ca chân nam rô ca. Rửa xây khôn ông thằng ngày anh kia tì pram bì nì bà. Trong mắt có xôn thua ca bà bần to chú nữ, bà chương lệ nữ, bà chú nam bà cầm nạt chỉ bần to tổ tiết cứ trao chú môi nâng lúc nè đại cao chú nam chó. Bà, chú bố hồi xây rồi bó lúc nè đại cao chú nam chó, nìa thằng ngày ẩn kia tì bàm bì khai vô chú ca chú nam bì bòn mô bây bây ní. Bà chú nam chó miền thiệt đầy chú nam chó miền bông cứ dạ xây, rìa xây rồi bó lúc nè nụ có khơi tha cứ thật lạ sọt chó. Bà, cá rùn nâu bà khởi tha cát miên phiệp bà bỏ tèm bà tơ đài trâu chú vái nìa cứ thà sợ đầy bình tô. Rồi còn nẹ cổ rộp rộng bằng co phò lũng bạc khôn ông rường vầy mùi. Cô bây bà dạp bà dạy bà. Chú bú cách ca nghe nó khôn ông thằng ngày nìa lục nẹ bà thù vầy mình bà trâu bà xông khăn bếch. Nâng miên ca bà dạp bà dạy tớ mình miên bà nhà hà cọ chọt cả lần. Cả thua chùm nuôi, xâm rạp bà nẹ bà cò bà rô xì chùi đô nô con ông thằng ngày nì. Liệp hình thùm thùm, chết hôn tự bỏ hùa. Nâng bà chạp bùng sâu chuộp tế. Tại liệp tôi ta, bà cứ ách miền bà cà hồ chô, hồ hai còn cà bồng bênh bà bồng bồng phong đài. Đôi lại chùm bú bà nhà hà cứ sức đế xin hà bà rô xì đây cùng lọc rô mông.
bà khơi tha cả miền cả pro tang pro tơ pro tài cả bà cứ chọn 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 chân đẹp kia nâng cả pro cài pro can chân riêng riêng luôn bà chẳng bà ni anh cứ chỉ chụp chỉ tài say bỏ lục nè đại ca nó không nong bà chân em chó rồi say nia thằng ngày kiến nỉ bà trong mắt có sôm thôi cả bà côn cu tụ tí nơi chân lệ nơi chân em bà công na chi bần thọ tụ tiết cứ trái cho mũi nâng lục nè đại ca chân em còn ចំពោះឆ្នាំកុលរាសីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំកុលមានធាតុទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទតើតើចំនួនក្នុងការរស់នៅទាំងបសុត្រីទាំងបរោះពុំបដលផលល្អក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយឬក៏ជួបពិភាក្សារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថា ផលមិនល្អគឺមានច្រើនជាងផលល្អចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារឃើញថាផលល្អល្អនិងបាក់អាក្រក់នៅលីឡំគ្នាម្លោះហើយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាការធ្វើដំណើរទាំងផ្លូវឆ្ងាយនិងផ្លូវបាក់ជិតបន្តិចបាទដោយឡែកចំពោះការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ មានបបញ្ហាមិនល្អនឹងផលប៉ះទង្គិចបើច្រើនយាយីដូចនេះទោះធ្វើអ្វីត្រូវមានចិត្តបាទគឺអត់ធ្មត់ហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះរឿងខ្លះទើបល្អប្រសើរដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសក្តិសនាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពបាទគឺប្រឆាំងនិងប្រទាំងប្រទេសចំពោះគ្នាច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹង នេះឯងគឺជាជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីនាថ្ងៃអង្គារទី 7 ខែនេះផងដែរបាទបាទសម្រាប់បកការបើជម្រាបជូននៅបហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគុនគូទូទាយនៅឌួងចារិស័យរបស់លោកអ្នកទាំងនៅពីឆ្នាំដែលទូទាយក្នុងថ្ងៃបងគារទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរ សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចំណុចនោះសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និងShare ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយថ្មីៗផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អៗអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ